Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Anaconda Blue Pottery. Bên Crossfire Legion thì chưa có cái dòng này. Và đây là khẩu súng đầu tiên đã gia nhập về đội của CFL. Úi dồi, gì đấy? Hết cả hồn ạ, thằng tơ. Cây này thì nó nằm trong cái vòng quay M4A1 quái thú vô hình. Một cái tên đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Đây, và chúng ta có bom chùm. Úi dồi, cái gì đấy? Bạn ơi, bình tĩnh. Bình tĩnh. Úi dồi, hết cả hồn. Lừa tình là nghề của NST rồi, bạn đừng đùa. Cái này mà đấm mồm thì phải gọi là bá con nhà bác đạo rồi, cứ tầm 700 đến 800 thôi, nó ngang với lại gì ta, ngang hoặc mạnh hơn khẩu DE Bombis. Tuyệt vời. Cái này không phải VIP cũng không tím các kiểu. Thôi té nhanh đi, mình không gây thù chuốc oán gì thằng tơ, chỉ lao vào cầm dao mình vờn hai phát thôi. Thế mèo, bây giờ thằng tơ nó nhớ mặt luôn ạ. Đùa. Đây, bây giờ y tá nó cũng nhớ mặt mình rồi. Cái mặt mình nó đẹp dai thế kia. Vừa đẹp dai vừa dễ nhớ. Bảo làm sao. Thôi xong rồi. Sorry bạn Hiền. Anh tia chớp đã ra đi một cách thanh thản nhất có thể. Đây, bắt đầu tiếp theo là chị y tá. Chị ấy vì bệnh nhân rất là khổ. Và chị ấy rồi, cứ tưởng là mình cho nó nằm xuống cơ. Cái mẹ là thằng trong kia nó bắn kiểu gì hay quá. Úi dồi, bình tĩnh rồi. Mệt. Thằng này nó ăn cái gì mà nó lách được cái đạn của mình nhở? Hư cấu, tất cả chỉ là hư cấu. Úi dồi, gì đấy? Chạy đâu? Trời ạ, à, cầm MG mà đòi chạy xuống bay. Thế luôn đấy. Cái gì đấy? Này thì úi dồi. Cái đấy người ta gọi là hay không bằng hên. Anh tia chớp anh ấy cả mút la liếm nãy giờ rồi, hút gần cạn máu rồi thì mình liếm luôn. Bị mệnh. Pha đấy gọi là trăm hay không bằng một hên. Thế thôi. Bom chùm này thì nó nhìn nó rất là chất anh em ạ. Úi dồi, cái này hình như là nó tăng đam hay sao ấy. Rồi, úi dồi, có bàn chân lặng lẽ. Úi dồi, giữa dòng người đầy lôi cuốn, chập chờn trắng đen, đéo thấy người thâm rũ. Thôi xong rồi, đen thế. Bạn ấy cầm mà đua gà gắt linh gốm sứ, chắc là nhặt hòm. Mà hòm hình như là không có nữa đâu. Bây giờ là hòm nó cái khác rồi, hòm nó ngon lắm. Chả bóp dái như trước nữa đâu. Hòm hồi trước thì phải gọi là mắc bóp dái. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi theo kiểu khác là hòm sẽ khác đi. Đâu rồi? Vừa thấy nó và nó đã té ngay rồi. Hay vờ color. Chuẩn soái ca là đây. A hi hi. Thôi bạn nguy hiểm đấy. Nhưng bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc. Mình bạn lừa tình hay đấy. Nhưng mình, tình mình chắc cao hơn bạn rồi. Mình lừa tình hay hơn. Úi dồi, mình cũng đã lừa tình như bạn. Và mình luôn luôn là sấp mặt bởi vì hay lừa tình. Này thì ơ ảo lôi đua bố à, pha đấy ra nhé mình ăn chứ nhở. Mệnh cào cơ đấy, không trúng là zumbai à, không trúng là hero. Này đi, này đi ơn cái đi mệnh cho nữa. Rồi pha lúc đầu thì mình cái hàng rất là nhanh, bây giờ thì mình không liếm được con hàng nào. Khổ công là đuổi theo sml. Mong trận này không làm giống bay. Mình sẽ cố gắng đua top nha, nhặt hòm đua top. Nhưng chắc là nhặt hòm ít lại để test cây súng này ngon hơn. Cây súng này đạn nhiều nha, mắc nhiều. Mình chơi giống bay thì mình chỉ thích những cây nào mà đạn nhiều thôi. Thì ai cũng thế. Đạn nhiều là cứ mang vào đây là phê hết. Cứ tầm hơn 150 viên như thế này thì bảo bố con thằng nào chịu được. Cơ bản là nó bắn hơi bị chậm thôi, nhưng đổi lại là đam nó rất là to. Tính cận chiến cơ. Từ từ bình tĩnh. Thôi xong rồi, vào cái tầm nhắm giúp bay. Mình bắt đầu có cảm giác bất an rồi đấy. Ôi, cho em té. Thôi xong rồi. Cái điện mệnh. Biết ngay là có thằng nó móc sau lưng rồi. Pha đấy mình là hổ báo quá. Rồi không sao, mình sẽ cố gắng. Ủa thế này đua top làm sao bây giờ. Này đi. Úi dồi, cầm giúp bay đua top nó mới ghê anh em ạ. Người ta cầm hero đua top là chuyện bình thường. Đây hôm nay mình sẽ đổi gió. Ơ, một nốt nhạc tín mệnh. Zumbai nhanh vờ cờ lờ. Một trận mà kết thúc nó xảy ra như
Mèo biết đang xảy ra chuyện gì. Hồi mình dạo này chơi zombie nó kết thúc nhìn vãi. Mèo thì hiểu được. Hồi trước thì săn zombie trận nào cũng lâu hết. Nhìn lắm thì ít ra cũng phải tầm còn gì ta, còn tầm dưới 1 phút. Chứ còn bây giờ thì nó phải gọi là tốc độ bàn thờ rồi. Anh em ơi, toàn đi săn thôi. Thẩm Du khá là ít. Nếu mà tính đi săn với lại Thẩm Du thì bên China nó nhiều lắm. Anh em đừng có nói bên server Việt Nam Thẩm Du nhiều. Mệnh anh em qua thử chơi server China đi. Nó Thẩm Du cho các bạn sấp mặt lờ luôn chứ đùa. Rồi thôi xong rồi. Cái lồng chó đã ra đi. Vĩnh biệt. Các bạn phải nằm xuống rồi. Khổ quá đi à. Thôi xong rồi. Ánh mắt hình viên đạn nó bắt đầu găm vào người mình rồi. Em biết phải làm sao. A hi hi. Này thì chạy đâu. Sợ anh tơ. Bạn ấy thể hiện thái độ lồi ló với mình. Và bạn ấy phải nằm xuống rồi. Đen. Đấy, thằng nào mà cứ thích thái độ lội lóm với mình là cứ xác định thôi. Lại đây. Có chạy đâu nhở? Hero rồi. Sợ gì? A hi hi. Nãy giờ chưa không cầm được hero. Bây giờ thì cuối cùng cũng cầm được. Và chúng ta sẽ Thẩm Du SML. Trận này cũng hero rất là nhanh. Thằng kia nó qua Thẩm Du với mình kìa. Cạn lời. Bạn mà qua Thẩm Du với mình là bạn sẽ chết trước mình đấy. Chắc là nó muốn ép mình biến hero. Nhưng kệ. Cầm zombie bắn phê hơn. À chết nhầm. Cầm người bắn phê hơn. Đâu ơi, sao không lại chê mình à. Đùa. Mình là một con hàng rất là thơm. Bây giờ tơ chết rồi. Tơ chết rồi. Đấy sợ bố con thằng nào. Tuyên bố là cân cả bầu trời. Và nhai tất cả. Mình nói thế thôi chứ lát. Đấy có sai đâu. Móc ngay ở sau. Móc ngay ở sau. Rồi. Này hình như là cái ảo ảnh như sao ấy. Ủa, gì đấy hết cả hồn. Lại đây. Lại đây xem nào. Còn 15 giây, 13 giây. Rồi không sao, chúng ta sẽ thoát được. Dù gì cũng thoát thôi, không biến hero luôn. Tại vì biến xong thì cũng không ăn được cái kill nào. Đen. Lại đây. Ô, mấy tên như này nó đợi giờ. Người thắng thôi, a hi hi. Chúng ta sẽ cùng đếm trận cuối. Ui, mất top rồi kìa, a hi hi. Sắp mặt rồi. Cố lên nào. Sao không biến hero. Trời ơi. Nói mà nói với cái thằng nghịch ngu. Bảo nó đừng nghịch ngu nữa. Thì bảo làm sao. Đùa. Bây giờ anh em mày nhìn mấy cái thằng nghịch ngu thể hiện. Mà bảo nó đừng có nghịch ngu nữa. Thì anh em có phải là ngược đời không ạ. Chắc chắn là bị nó chửi sắp mặt lờ luôn ấy. Không phải chửi nhưng nó phải gọi là theo phong cách lạc loài. Bảo thằng nghịch ngu, đừng có nghịch ngu nữa. Thôi xong. Rồi, xong rồi. Trận này zombie sẽ rất là nát. Nát rồi, mình bây giờ mình không có cơ hội để boost kill. Thôi xong rồi. Các bạn ơi, lại đây. Mình là NST đây, sao không ai phòng này biết mình thế này. Ai. Trận này mà có người biết mình kiểu gì mình cũng sắp mặt. Rồi, mong là cứ vào phòng là cứ sợ người ta biết mình thôi. Cứ biết mình là mình chết. Ân kìa. Hiếp sắp bật lờ nó. Thôi xong. Bình tĩnh. Khoái lắm. Cứ bay nhảy đi. Khi mà khi nào gãy chân thì không nhảy được thôi. Xuống này. Đâu đây 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 đây. Bên này. Tính chạy đâu nhở. Thằng này hết máu rồi. Chí phèo. Chí phèo. Trời ơi. Mấy thiên nhiên bắn nhanh quá. A à, đù. Có zombie. Tuyệt vời. Rồi cho mình sẽ té đi để nhường các bạn thể hiện. Mình thì một con người bình thường. Mình không thể hiện. Thể hiện làm cái gì? Cầm lục khắm lọ như thế này thì bố con thằng nào dám thể hiện. Cái này bắn chậm nên không cản được zombie đâu nhá. Mình bắn không quen nên những trận đầu có thể sấp mặt. Nhưng bắn quen rồi biết được cái thế bắn của em nó thì cũng dễ điều chỉnh thôi. Mình là một con người thích nghi rất là nhanh. Từ phi mà mình chơi lần đầu tiên thì mình không biết được thì mình sẽ sấp mặt lờ. Còn chơi mà mình biết xong một cái là kiểu gì mình cũng thích nghi được với cái cận chiến đấy. Như clip cận chiến phía trước. Rồi, mình vào test cận chiến thôi. Ơ, thế không quay clip à. Kiểu mình bị sấp mặt đấy. Đùa.
bố mày đang quay clip thôi, à đang luyện tập thôi. Chứ mà khi mà quay clip thì mình sẽ không chết nhiều đâu. Ai hi, ai hi hi, đây, tao sợ chúng mày quá. Lại đây xem nào, lại đây xem nào. Hay lắm đây, mở trận này có hero thì bút kill tuyệt vời. Đây biến hero thì, ôi, mới nói thôi, mắc cái tường là phải biến thôi. Không biến là không được. Ta thế mình kiếm kill luôn. Rồi, bị dồn vào chân tường, đen. Ở dạo này thích chơi zombie súng ghê. Tại vì súng đó, chúng ta đứng từ xa bắn được. Chứ chơi đao toàn lại gần, phải chạy. Đao là phải chạy thôi, chứ không chơi kiểu như là hổ báo được. Còn súng thì còn bắn được. Còn súng là còn bắn. Trời ơi, hay quá. Top 1 rồi. Thấy chưa? Chúng ta sẽ kết thúc clip tại đây các bạn xem. Nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Hôm nay trời mưa nhiều quá. Làm clip thôi mà cũng mệt.